Hello anh em nha. Đây là video đi rảnh nắng tối rồi. Hôn anh về không? Lấy hai quả. Quả cà phô lỏ. Ít thế. Mày hiếp đôi. Được không? Tao mang cái túi lên. Em không coi nhé, tao mới lấy mấy quả mòn nữa. Mày đứng vứt đây, bẩn. Mỗi tháng được hai quả anh Cương ạ. Mỗi tháng được hai quả. Mày nữa chứ. Đừng để dê dê để chiếu ăn rõn. Dê lỗ hai phát hết mày. Lên lấy. Tùng mà xuống kia. Kiểu đéo nhưng mà đấy. Mà hết. Hả? Đéo nhưng mà ăn hết. Hôm qua anh có thời tứ vẻ trong tủ à? Thời đéo rồi. Mày bảo tao tìm chín nha, anh tìm mối chín. Thế con mẹ được. À, anh chơi có mận không sai có đéo gì mày xin tôi sai đây ăn không ăn. Đây gì? Ăn đổ vào cái bóng à cái bóng gì rồi bẩn mày quên bẩn lên. Thank you.
bên nhau bao nhiêu lâu, có thấy đâu. Em đợi tôi một chút. Cứa này không ăn bừa sinh tổ xoay ăn như cặc ấy. Bơ đi ăn nhìn quả bơ bơ đéo đi, mẹ đặt cái đồ bò gì cho nó chúng ta dưới cái gì chữa đặc mùi bò kem bơ xoay ăn đéo ngon, em làm thử biếng ấy. Ăn được cái điểm hả? Lấy dao cắt, dao sạch rồi hả? Gì? Hãy bẻ đi, bẻ đi. Bẻ sao đều? Từ mày ướm ướm. Anh cầm tay mà. Mày gì? Sự đạc em vừa dưới lên mày. Đấy nhưng mà anh bảo là anh định bảo là dính hết mẹ vào đây đúng không? Dưới lên cho nó ngọt, cái nó mì em chỉ cho sữa dầu vào thôi. Dầu sữa béo. Cái sữa gì? À, cô gái ha dầu. Dính hết vào đây con gì đang ngọt nữa. Đi. Không ăn à? Chị bé gì? Ừ. Thế là cái gì đừng cho cụ không? Ừ.
Thôi, để em chia cho nó cho. Đáng lẽ em cũng không thích, không khoái cái nói lắm. Ôi ơi, nể lắm, chia cho mấy nửa. Hả? Cái gì anh Cương? Bịt đéo. Rồi. Mày ra cái cốt lọ. Rồi. Đặt vào. Cho tay vào. Nhom. Đi anh Cương. Dê. Dê. Chắc thế. Ngồi đây được không nhỉ? Để anh mua bơ. Mua không em bán em gì cho mới quẻ. Mới nhìn được một quả đấy. Đắt lớn là 20.000 một quả. Hơn 200.000 một con. Mà một con chỉ có 10 quả. Nhà anh có. Em toàn đi trộn mấy. Nhà trường có 9 cây bơ. Anh Cương nhỉ? Rất là khói. Một năm ra được tầm một cây, tầm 100 quả. Giống 5 quả. 100 quả. Cây bơ to lắm. To như cây trên cái buồn. Dưới thêm ít sữa đặc vào ăn nó ngon hơn. Ngồi thì nói được, chắc ý nói chuyện chắc không được. Mẹ buồn ngủ mặt đéo mở mình nổi mà ăn cái này vào mẹ tỉnh luôn. Thế cái sinh tố xoay ăn đéo ngoan. Kiểu á, nửa đêm bỏ đẻ đấy. Không ơi, sáng ra nó tan đấy. Rẹ. Đi rồi. Nước cứt mà không dám rửa mà. Cứt đâu? Thì thế, ta nước cứt gì. Khô lại luôn này. Hôm ơi, ra bảo cái nói đi câu cá được á, chấm đi ăn cảnh. Hôm nói đi câu cá cho mỏ kể cho mắt câu. Nóng vậy luôn. Điều anh cứ ăn chậm đi. Em ngoài mới hai phát thích mày. Bin nó có ăn bơ đó. Thanh khôn lắm.
tối hôm trước nhà em mua cho trai Fanta uống rồi. Em uống nghe em không để bình nhiều. Thế kiểu buổi tối uống hết khoảng 2/3 thôi, con bình khoảng con bình bình nhiêu nữa ấy. Em uống hết bình nhiều. Nó uống hết bình nhiều. Anh biết chỗ đó em về em bảo là hết suốt rồi. Anh biết nó bảo gì không? Nó lôi trong tủ lạnh à, nó lắp kem gì. Nó hồn đéo. Còn gì ăn sao chứ? Gà. Gà đéo với mày đi mua ơ. Vịt. Thế. Vịt chơi. Mày thế. Bắt đi. Chịu bắt đi. Vịt chơi mày. Kê. Nhông viên. Thế mày vịt nhông viên thì bảo vịt nhông viên đi. Bảo vịt chơi. Chơi anh vịt chơi. Ý nghĩa là vịt hoàng. Đúng rồi. Thế nhưng mà kia là vịt chơi. Cái giống kia nó giống vịt chơi. Mày không? Thì anh đi ăn trộm vịt nhá. Người ta hỏi vịt gì đấy, vịt nhảy. Vợ họ không biết đấy. Họ tưởng vịt nhảy. Thế là mình nhảy của nhảy vịt của họ. Hả? Mày thằng ngáo. Anh cơ không thấy chỗ này nắng à? Không thấy nắng à? Đuổi với em đi. Lên trên kia bóng ngồi em ngồi ở đây. Mệt quá. Ôi, đi ra báo một lúc nó đỡ à mình. Không biết này thằng cu quay kia nó có ra đâu nhỉ. Cái thằng cu mà hôm qua, chiều hôm qua ấy. Em mới nhận em đệ tử ấy. Mới nhận nó cho dạy nó khóa đá bóng siêu cấp với pro. Lôi em nha. Xin chào. Cua ông ơi. Chú Khánh ơi, cháu muốn quả báo nhỉ? Phải chắc cua ông. Vâng. Mịch. Quay đều những phòng chân. Trong cái
Để ngang ngang đấy gì? Được rồi. Giờ tôi kết thúc nha.